kính nông dân miền tây xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con, hôm nay mình đi uh, chia sẻ uh, cho bà con về uh, cái uh, giống mà mình xạ mà để uh, vụ ba này, bà con, đặt năng sức uh, đặt năng sức và hiệu quả, bà con, mình lựa chọn giống nào để uh, xạ bà con, mình xin lỗi bà con, tại vì thời gian qua mình lo dọn đất và xả lúa, bà con nên không có thời gian làm không chạy thời gian đúng không bà con. Nên uh, không không chạy công việc nên uh, mình phải uh, không có cao video cho bà con xem được nên bà con cũng cảm cho mình nha. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bà con cái miếng uh, đất mà mình mới mướn bà con, 25 công tầm lớn nha bà con. Là một đây là một miếng nha bà con, đây là một miếng còn à, dưới kia là một miếng à, bờ ruộng dưới đó đó bà con. Là một miếng và ruộng dưới đó là 10 công và miếng trên đây là 15 công nha bà con. Và mình xạ là mình để thí nghiệm cho bà con xem luôn nha. Ở miếng trên đây là mình xạ giống là 32 kg nha bà con. 32 kg. Còn miếng dưới đó là một góc chữ L là, là mình xạ 35 kg. Còn góc bên đây là mình xạ 28 kg. Là để cho phân biệt luôn bà con. Là khi khi nào mà mình để hai vài bữa nữa mình xạ phân á mình sẽ quay miếng dưới cho bà con xem miếng dưới thì bị rau mát khá là nhiều nhưng bà con bữa hổm chủ trước làm sao mà rau mát có cỡ dài chòm như bà con ơi. khi sau mà mình chụp á mình chụp mình sớ hai tác luôn mình sớ hai tác còn mình chụp một tác nữa cái nó đứt ra bà con nó đứt từ từ ra thì sao mà bây giờ nó chảy ra trắng trắng miếng cho bà con ơi và mình sẽ nói về cái giống mình xả giống gì để cho đạt năng suất cái vụ ba này nha bà con là vụ lỡ các bà con cái miếng này là mình xả nếp nha bà con ở đây mình xả nếp tại vì nó nó chủng nha mình sẽ nói rõ cho bà con xem là mình phân tích từng loại giống cho bà con nha mình không có nói gì về lúa nhật nha bà con mình chỉ nói về lúa ngang mình thôi đầu tiên các bà con thì vụ ba này á thì năng suất thì nó 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 chập chờn bà con ơi và bệnh nó cũng khá là nhiều bệnh giai đoạn à, lúc nhỏ thì ít nhưng mà khi lớn thì à, rất nhiều nha bà con ví dụ à, bà con à, mình à, xạ đầu tiên á là mình phân tích về à, giống đó, bà con là đại thơm đề thơm á mình xạ vụ ba này á thì à, cái năng suất nó không có nha bà con tại vì nhiều người à, mình để ý nhiều người cũng xạ năng sức vụ ba này sẽ không có có tại vì thứ nhất là vụ ba này là mưa trái chịu bà con là đầy thơm thì khi mà nó không có cứng cây ha bà con nó cứng cây không có cứng cây gì mấy nhưng mà khi mà giai đoạn mà đến thu gần thu hoạch đó bà con là mình nói là gần ăn á thì nó nó dễ bị bệnh dễ bị bệnh và cháy bề lá cũng có dữ lắm nha bà con nhất là trái lá là gọi là nguyên chủng luôn á còn à, lem thì nó cũng à, có nó bà con ơi bà con xịt cỡ nào cũng có lem hết trơn đó là đầy thơm còn mà năm bốn thì bà con dụ vụ giữa này bà con bằng năm bốn thì bà con không biết rồi vụ giữa thì năm bốn thì khỏi nói bà con ơi là nó 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 gọi là nguyên thủy luôn đặc chủng luôn bà con là lép vàng dù bà con xịt cỡ nào cũng bị lép vàng hết trơn bà con cho dù bà con xịt cỡ nào không phải mình đảm bảo chứ ai ai nói mà đảm bảo xịt cái hết lớp vàng đây vô chỗ mình đây hiện tại chỗ mình là ở uh, kiên giang nha bà con giang thành kiên giang cậu mình xịt là lem là ba thứ luôn á một miếng ba thứ một miếng uh, xịt hai thứ mà khi mà nó trổ ra không có bị chứ mà con trổ ra và chỗ đều cũng bị luôn mà khi công cũng cũng chưa cũng muốn thấy luôn nha khi công cũng đợi đỡ mà khi mà nó vô gần chín nửa gọi là chín nửa bông bà con là nó nó bị lép vàng nữa là một bông là hơn phần nửa hơn phần nửa trên lép vàng tại vì năm bốn thì nó bị lép vàng là thiên thu vô giữa bà con ơi xịt cỡ nào cũng không có chị nổi chứ và còn mình nói nếp nếp thì nó cũng dễ làm nha bà con dù ba này dễ làm cũng nếp thì cái khả năng nó chống bệnh cũng cũng khỏe bà con khỏe hơn mấy cái giống lúa khác như năm bốn đầy thơ mua em nữa nó cũng đỡ hơn còn còn khi có cái là nó yếu hơi yếu cây thôi bà con ơi lúc nhỏ nó dù nó cứng cây cỡ nào nhưng mà khi mà nó chỗ ra là cái cây nó hơi yếu nhưng mà nếp thì nó thường vụ giữa này nó bị chết cây với bà con còn mình nói về còn à, à, mấy cái bệnh khác thì à, nếp thì mình thấy là ổn bà con ơi và mình chỉ sao mình nói về nó ô em đó bà con ô em thì uh, bệnh thì uh, bà con gắng chị sao mà cho nó qua cái uh, từ lúc có đồng á từ lúc có đồng, từ lúc xạ mà đến có đồng á bà con quản lý bệnh tốt thì uh, năng năng sức ô em sẽ khá là ổn nhưng bà con nhưng mà nó nó cũng cứng cây hơn mấy cái giống khác cứng cây và và cái bệnh thì nó nó chỉ là bệnh cái lúc mà trong tháng đó bà con ơi mình thấy ô em ô em á mình sẽ mình sẽ cố gắng mình sẽ làm mình quay cho bà con xem và từ đầu vụ đến đến cuối vụ của mà trong đất của mình luôn nha bà con đất mình vừa đất mình mướn và đất của đất ruộng của mình luôn là mình áp dụng trên chia sẻ thực tế trên À, từng cử phân và từng cử thuốc cho bà con xem luôn. Mình thường thì mình à tới à, 30 ngày hoặc là hai mươi mấy ngày mình giải phân cử hai à, khá là lâu mình mới xịt thuốc à, cử động nha bà con. Để à, coi vụ này như thế nào, hồi đó giờ mình làm thì vậy thôi. Mình thì à, xịt thuốc rẻ thôi bà con ơi. Bà con nếu mà bà con cũng xem của mình đó thì à, bà con cũng biết mình thì à, xịt thuốc rẻ thôi. Mình đang chuẩn bị à, đặt à, thuốc trên mạng nữa bà con. Thẻ thì à, có ba mươi mấy ngàn thôi, cái uh, mình không có bây giờ mùa nay mình uh, ít mua chỗ đại lý nha bà con, mình mua trên mạng nhiều là thẻ ba mấy ngàn mình xịt tới năm sáu bình là bà con, nhưng bà con uh, nhớ đăng ký uh, đón xem nha và mình nói về cái giá thành đó. giá thành thì nếp đó. nếp thì cái giá bắp bên nó tăng sụp uh, nó tăng sụp không có điểm dừng đó bà con, lúc thì nó lên thì nó lên dữ lắm, còn lúc thì nó sụp thì nó sụp cũng dữ lắm còn ô em và đề thơm á, thì mình thủ uh, 5 7 6 ngàn thì cũng ok bà con ơi còn 54 thì năm mấy nhưng mà 54 thì khá là bệnh và tóm lại á, thì mình mình nói gì á, tóm lại á, thì cái vụ giữa này nè mình mặn thì uh, một là ô em hai là nếp chứ ngoài ra mình mặn mấy giống khác thì khó nha bà con nếu mà lắc cô ruộng của bà con nào á, mà cái cuộn của bà con nào mà thấp á thấp thì bà con nên bằng nếp bằng nếp thứ nhất là cái giá thành thì năm gửi năm gửi hoặc là năm ngàn thì mình mà cái cái vốn thì nó cũng khá là nhẹ nếp á nếp thì chỗ mình làm vốn thì khá là nhẹ mà mình thủ năm giá năm gửi thì cũng khá là ổn nha bà con còn mà em thì giá thành thì mình mặn thì uh, nếu mà ai nặng kê ai nặng phân thì nó hơi tốn kém một chút mình thì đó giờ mình mặn giống nào cũng vậy bà con ơi đúng một bao phân một bao phân à dù nay coi chừng mình uh, nếu mà mình cướp đồng hai hai lần á, thì một bao phân nha bà con còn à, uh, đồng mà một lần thì uh, chắc ba ngoài ký ba ngoài ký 40 chục ký rồi, bà con giá thành OEM UM thì mình thủ năm bảy sáu ngàn thì cũng ngon bà con ơi bán cắt um, các uh, bảy trăm mấy tám uh, thì cũng uh, cũng ok rồi tóm lại thì um, mình nặng OEM một là ô OEM hai là nếp nha bà con nếp là mình nói nếp gì ba tháng đừng có bằng nếp Long An nha bà con nếp Long An thắt lắm bà con ơi tại vì mình có từng từng đi làm cho tao và mình từng thấy cho mình nếp Long An thì khỏi nói luôn bao nhiêu ngự bán đắt luôn bà con kế cái, cái cái miếng uh, 12 công mình mướn á thì uh, chú kia ông ông ghiền nếp ông mang nếp ông mang thắt lắm không có năng sức nó có giá thiệt nhưng mà cái năng sức không có thì cũng như không rồi bà con ơi cái miếng mình mướn là ở giạc mình mướn là một là mình đều mình bằng nếp nha bà con còn cái miếng 14 bốn công tầm lớn của mình mà có cái hiệu bụi chuối á thì mình bằng om còn tám công là mình bằng nếp nha bà con đăng ký theo dõi mình sẽ quay chia sẻ những cái loại thuốc mà mình loại thuốc hoặc là phân bón mình sẽ giờ xịt cho bà con xem và mùa nay mình mình làm do làm nhiều chỗ coi không sải bà con nên mình cũng ít đi xịt thuốc mướn cho người ta để giới thiệu thuốc cho bà con nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng nếu mà mình rảnh thời gian nào mình sẽ đi xịt thật là mình sẽ đi quay theo mấy anh mình quay chia sẻ cho bà con xem rồi con. thôi chào bà con nha chúc bà con một chủ mới tốt lành đặt bổ thu nha bà con chào bà con